Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Tân Sửu này, xem là tốt xấu nó ra sao. Người Ất Tỵ thì cũng là nằm trong cái bộ ba mà Tỵ Dậu Sửu 3 tuổi mà phải chịu tam tai của cái năm 2019, 2020, 2021 là 3 năm tam tai. Thì như vậy thì năm 2021 vẫn là một năm tam tai. Tuy nhiên là như đã phân tích nhiều ở những cái video trước thì Tỵ Dậu Sửu thì năm đầu tiên 2019 là của người tuổi Tỵ chịu nặng, năm giữa là năm 2020 thì người tuổi Dậu và năm 2021 thì của người tuổi Sửu. Cho nên là dù rằng trong cái năm tam tai thì cái năm Tân Sửu năm 2021 đối với người Ất Tỵ của các chị gái thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có nặng nề như cái năm 2019 đầy những bất trắc, những khó khăn. Năm nay thì là năm 57 tuổi rồi, người ta nặng nhất là năm 55 chứ không phải nặng là năm 57 nữa, cho nên là phần nào cũng gọi là đã đần hơn. Tuy nhiên thiên can của cái năm chữ Tân của năm vẫn khắc chữ Ất, tức là trong cái tam thai, dù rằng năm cuối nói nó nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng hơn hai cái năm đầu thôi, chứ không phải là một năm không phải tam thai, không có bị tương khắc, không có bị gì hết. Cho nên là cũng đừng có quá mong cầu gì ở cái năm tam hợp hóa tam tai ha. Tỵ Dậu Sửu, tức là năm tới năm Sửu, các chị tuổi Tỵ, Tỵ Dậu Sửu tam hợp hóa tam tai, người ta hay nói kiểu đó là hóa giải bớt chứ không phải là hóa thành. Tự nhiên tam hợp hóa thành tam tai là không đúng nha. Cho nên là xem coi như là chi tiết thì cái vận thế của mình như thế nào. Thì em cũng có tìm hiểu sơ thì rõ ràng là một năm khá là nhiều cái thuận lợi. Tuy rằng lơ lửng trên đầu vẫn là cái đại hạn của 3 năm tam tai cuối đời ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải xem coi là cái chi tiết như sao. Đối với người Ất Tỵ, nữ mạng thì năm tới là năm 57 tuổi. Những người mà sinh từ tháng 2, ngày 2 tháng 2 năm 1965 dương lịch đến ngày 20 tháng 1 năm 1966 là chịu sự chi phối của cái tử vi Ất Tỵ lên cái mạng của mình. Tuy nhiên còn tùy vào cái tháng, cái ngày mà có cái sự xung khắc tốt đẹp với nhau. Dĩ nhiên là thuận sinh thì không thể nào mà con rắn mà sinh mùa đông mà sướng được, cũng kiểu như vậy ha. Rồi mạng là phúc đăng hỏa, rồi cầm tinh con rắn, tướng thì con tướng tinh thì con trâu. Người mạng hỏa nạp năm Tân Sửu là năm Thổ, như vậy là sinh xuất bổn mạng không tốt, chủ về một năm bổn mạng sức khỏe suy hao, không có tốt đẹp, thậm chí là có đôi chút suy hao về cái này ấy, thì cái phúc tinh tài tinh ở trong cái bổn mệnh của mình cũng sẽ yếu đi. Sao chủ của năm, sao chủ của mình ở trong năm Tân Sửu năm 2021 thì rất là tốt, đó là một sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức thì chủ về, nếu mà có sao này được chiếu mệnh ấy, thì cái năm đó sẽ được gặp may mắn trên đường danh lợi, tài lộc thì không phải lo lắng. Nghe hấp dẫn nha. Sao Mộc Đức á, thì thuộc hành mộc, mà mộc thì sinh hỏa, là càng có lợi hơn nữa cho người Ất Tỵ. Sao Mộc Đức là một phước tinh mang lại may mắn, an vui, đặc biệt là về những cái sự vui vẻ trong tình cảm gia đạo. Tốt nhất của nó là nó rơi vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Nó tốt nha, chứ mình nói là cái sao này nó cũng phát huy cái tác dụng tối đa của nó là vào tháng 10 và tháng chạp. Cho nên là nhiều người sẽ thấy rằng tuy rằng là tháng 10 tức là tháng hợi đó, Tỵ hợi là lục xung, tuy nhiên là cũng có thấy, không có thấy cái xung khắc nhiều ở trong cái tháng đó, là do cái sao Mộc Đức này nè nó phát huy tác dụng, chứ không phải là cái tử vi tháng nó sai đâu nha. Rồi hạn của năm là hạn Tam Kheo. Tam Kheo thì chủ về
tai nạn liên quan đến tay chân, hạng tam kheo là có thể nói là hạng nhẹ nhất trong những cái bộ hạng mà nói về năm. Tam kheo là tiểu hạng đó, trong cái hạng của năm là hạng tam kheo là nhẹ nhất. Gặp hạng tam kheo á, thì phải đề phòng bệnh hay là tai nạn xây xát tay chân bất ngờ, hoặc là những cái bệnh mà liên quan tới tay chân phong thấp này kia ha. Các chị lớn tuổi rồi thì cũng phải để ý một tí xíu. Vận niên của năm là một vận niên khá là tốt đẹp, đó là vận niên thử quy điền. Để xem coi, thử quy điền. Vận niên này mang hình tượng con chuột gặp mùa lúa được ăn no đầy đủ. Người gặp vận niên này trong năm thì người ta nói là chuột mà được ăn no đầy đủ là cũng giống như mình, tượng mình được ăn no đầy đủ, tài lộc dồi dào, thường hay gặp may mắn bất ngờ, nhờ thế mà có tích lũy được của cải. Trong công việc làm ăn kinh doanh thì dễ có được thành công, hoặc là có được cái sự may mắn giúp đỡ của quý nhân. Có còn làm ở trong quan vận thì có cơ hội thăng tiến, nhưng mà cái người Ất Tỵ thì ở tuổi này thì chắc là cũng 57 tuổi rồi, cũng hết tuổi ra làm rồi, không có thăng tiến gì đâu. Cho nên là chỉ mong rằng cái việc làm ăn của các chị ở ngoài nó hanh thông, tốt đẹp. Người Ất Tỵ rất là giỏi ở trong cái việc chọn cái việc làm. Thiên can thì chữ tân của tân sửu nó khắc chữ ất. Thiên can bị tương khắc, năm tương khắc thiên can. Như vậy thì cái trụ này là không tốt đẹp cho công việc, ở trong những cái gì đó mà mình, dù là cái năm này là như đã nói ở trên ha, sao tốt, vận niên tốt, hạn tốt, nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ khuyên các chị rằng là năm nay việc cũ mà làm, cứ tính tới thôi, đừng có thay đổi cái gì mới, đừng có mở cái gì mới, cũng đừng phát triển ra cho quá lớn khi chữ tân nó khắc chữ ất. Thiên can mà tương khắc thì công việc phát triển cũng được, nhưng mà hay gặp rầy rà rối rắm lắm. Rồi, địa chi tuổi Tỵ gặp năm sửu là tam tai, phạm tam tai, chủ về không may mắn trên đường tình cảm gia đạo, nhiều cái buồn phiền âu lo. Tam tai thì nó dĩ nhiên là sẽ có, mình hay nói tam tai là gồm gì, tai nạn, tai ương và tai tiết ha. Thì không, tuy là cái năm có tam hợp nó hóa giải bớt tam tai, nhưng nó cũng có chứ không phải là không có. Cho nên là cẩn thận, cẩn tắc vô ấy nấy, không có phải suy nghĩ gì. Như vậy nhìn chung cái tử vi của bên ngoài, cái tử vi mà nhìn từ năm tháng thiên can địa chi vận hạn vận niên thì rõ ràng là tốt đẹp cho người Ất Tỵ, dù rằng đây là năm tam tai năm cuối, chứ không phải là cứ tam tai là xui. Không phải, tam tai cũng tùy, còn nhiều khi nữ thì không xui nhưng mà nam thì chết dịch. Thường thì cái này là nam hay bị dính cái đô, đó, chứ không phải đơn giản đâu ha. Rồi, đó là nhìn cái vẻ bên ngoài. Bây giờ mình xét xem cái tọa cung tiểu hạn, những cái gọi là tử vi sao mệnh, các cái cung ở bên trong nó như thế nào. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Tang Môn, Thai Phi Liêm Lưu Hà. Đây là một bộ sao chủ về cái việc gia đạo dễ có tan chế. Tang Môn đi với Thai Phi Liêm Lưu Hà, coi chừng là chúng ta mà các chị sẽ phải để ý đến cháu nhỏ, việc sông nước chắc chúng ta rất dễ mất người cháu chắc này kia ở cái việc ở sông nước, cho nên cẩn thận ha, tai nạn từ nước. Rồi đó, thấy tọa cung tiểu vận là thấy không êm rồi đó ha. Rồi còn tọa cung tiểu hạn thì có Thiên Quan Phượng Cát, Bác Sĩ Đế Vượng Lộc Tồn Bạch Thổ Giải Thần. Phượng Cát đi với Giải Thần, đây là bộ sao tử vi chủ về cái việc có Lộc Tồn này. Bạch Thổ đi Đế Vượng Lộc Tồn, Bạch Thổ mà có cả Phượng Cát và Giải Thần. Đây là một bộ sao có thể nhìn chung
kết hợp lại với nhau thì có thể nói là đem đến nhiều may mắn về tài lộc. Dự báo rằng một năm sẽ có nhiều thuận lợi trong công tác, công việc làm ăn, các cái mối quan hệ ở trong cái xã hội, chứ không phải là một năm gặp rầy rà rối rắm, gặp chuyện này chuyện kia nữa. Đặc biệt là có Phượng Cát và Giải Thần, đây là một hai cái phúc tinh có thể nói là đệ nhất giải thần, chuyên đi gặp cái sao xấu là nó nhai nó nuốt ha. Ở trong cái bộ sao mà nói về công việc thì chúng ta không thấy cái gì là bộ sao xấu, có Thiên Quan, Phượng Cát, Đế Vượng. Nhưng mà các chị vẫn phải cẩn thận về bộ mạng và sức khỏe, đặc biệt là bác sĩ. Có bác sĩ đi chơi Đế Vượng ha. Rồi, cung nhị hợp thì có các sao như Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Thổ. Đây là bộ sao có thể nói là Lộc Tồn là tiền tài, không có phải lo nghĩ. Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Thổ. Tràng Sinh, Bạch Thổ cũng tiếp tục là một bộ sao phải chú ý về cái việc bệnh nạn của mình khi có bác sĩ đi trước Tràng Sinh ha. Đặc biệt là khu vực phần dưới của các chị phải chú ý một tí xíu, coi chừng một năm mà thổ mạng mình là hỏa bị sinh xuất nữa thì cẩn thận một tí xíu vẫn tốt hơn. Thượng thần tụy, nếu mà hỏa nhiều bị thổ đi ra thì phần tụy, phần gan của các chị coi chừng có vấn đề nha. Cung tam hợp thì có các sao như Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Thiên Hư, Quang Đới, Bị Tuế Phá và Phục Binh, Án Ngữ, Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Thiên Hư, Quang Đới, Tuế Phá, Điếu Phục Binh. Đi xa khởi đầu mọi chuyện, thí dụ như các chị mà có làm ăn buôn bán ở xa, làm ăn buôn bán một hai chuyến đầu có vẻ rất là thuận lợi, nhưng mà cẩn thận có kẻ ném đá dấu tay ha. Tuế Phá, Phục Binh, Thiên Hư, hoặc là cái vận số của mình đang làm chuyến thứ nhất, chuyến thứ hai ngon lành, chuyến thứ ba tự nhiên cái thằng nào nó phá vô, hoặc là cái số nó như vậy. Thiên Hư này là có thể là tai bay vạ gió ở đâu đó, chứ còn không phải có người nào mà cố ý hại mình, nhưng mà mình vẫn bị thiệt hại. Cung tam hợp là nói đến cái việc làm ăn, quan hệ nhiều hơn, cho nên là cẩn thận. Thiên Mã, Thanh Long đi xa rất lợi. Ok, như vậy thì nhìn chung ở trong tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn cũng như cung tam hợp, cung nhị hợp thì phần lớn là các cái phúc tinh, tài tinh nhiều hơn là phá và bại tinh. Đặc biệt có cái bộ mà đệ nhất giải thần và Phượng Cát đi chung thì mình sẽ không sợ lắm Tuế Phá và Phục Binh, vì nên nhớ rằng đệ nhất giải thần và Phượng Cát ở trong cung nhị hợp là chuyên đi ăn các cái sao mà gọi là sao xấu trong toàn bộ cung mệnh, chứ không phải riêng gì cái cung nhị hợp không. Cho nên hy vọng rằng nó lụm luôn cái ông Phục Binh, Tuế Phá này, để cho cái công việc tài lộc của mình nó hanh thông các chị ha. Rồi, đó là nhìn chung ở bên ngoài. Có thể nói rằng là tử vi của cái năm Tân Sửu, năm 2021, năm tam tai năm cuối của người Ất Tỵ nữ mạng, rõ ràng là không quá xấu như những gì mà các chị phải trải qua ở trong cái năm 2019 và 2020, hai cái năm tam tai năm đầu. Dù là ba năm tam tai nhưng mà phải có năm nhẹ năm nặng, chứ năm nào cũng nặng hết thì có đức mà độn thổ thôi ha. Người Ất Tỵ vốn là người rất là kiên nhẫn, rất nóng nảy nhưng kiên nhẫn ha, làm việc có chút kiên trì ha. Giác quan thứ sáu thì cực kỳ mạnh mẽ, cho nên là thôi năm nay mình nhẹ nhàng, mình lợi dụng nó để mình lấy lại những gì đã mất ở trong hai năm 2019 và 2020 các chị ha.
Rồi, bây giờ đến vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu năm 2021. Đối với tuổi của các chị. Đầu tiên hết là tháng Giêng, tháng Canh Dần, một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bổn mạng của các chị được tương sinh. Khi bổn mạng được tương sinh thì bổn mạng và sức khỏe không phải cần lo nghĩ, tốt đẹp rồi. Mà nó còn tốt luôn cho cái việc gì? Việc cái phúc tinh và tài tinh nó được hưởng lợi nhờ cái tương sinh tháng. Giải thần và phượng cát đồ này kia ha, mấy cái trong cung tam hợp, cung nhị hợp sẽ được phát sáng hết mức. Thiên can của chữ Ất chứ chữ Canh là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tốt, tài lộc dễ sinh. Mới tháng đầu vô là thấy ngon rồi đó. Tuy nhiên địa chi thì không được tốt lắm. Địa chi vì sao? Dần tỵ, dần thân tỵ hợi. Đây là cái bộ thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu. Xét về cái thuyết của tử vi thì như vậy là gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có rầy rà rối rắm. Dù là tháng Giêng cho nên là, nhưng mà các chị cũng phải nhớ cẩn thận, đặc biệt là với con trai của mình ha, nhớ nha các chị nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 2. Tháng 2 là tháng Tân Mão. Tháng 2 âm lịch là tháng Tân Mão, mà tháng Tân Mão tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy không có khác tháng 1 đâu, sẽ giống như là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, bổn mệnh sức khỏe tốt, các cái phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Tuy nhiên thiên can thì không tốt đẹp như tháng Giêng. Vì sao? Vì chữ Tân của Tân Mão cũng giống như chữ Tân của Tân Sửu sẽ khắc chữ Ất. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc cẩn thận dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận ký tá giấy tờ để không thì si hao tài lộc hoặc là hấp cửa quan. Việc lớn thì không nên tiến hành trong cái tháng như thế này ha. Rồi địa chi Mão Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm ok, tốt đẹp hơn tháng Giêng. Tuy nhiên là công ăn việc làm tài lộc của tháng 2 thì phải cẩn thận. Bổn mạng sức khỏe thì tháng Giêng và tháng 2 giống nhau, tốt đẹp ok, ngon. Rồi tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng Nhâm Thìn. Tháng Nhâm Thìn thì là thuộc thủy. Như vậy thì xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Ngon lành nè nha, đó chưa gì vô cái năm bị sinh sức cuộc chơi, cái tháng này nó tương khắc mình nữa, cho nên tháng này có bộ khó. Thiên can thì chữ Nhâm Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công ăn việc làm chắc cũng không có vấn đề gì, ổn. Xét về trụ thiên can thì nó nặng về cái công ăn việc làm. Nạp âm ngũ hành của Nhâm là thủy, Ất là mộc, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh. Như vậy thì thiên can nạp âm ngũ hành là tương sinh, ngon, không có vấn đề gì, thậm chí là có tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Thìn Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy địa chi tiếp tục cũng giống như tháng 2, tốt ok, không có vấn đề ha. Như vậy thì cái chỉ có khởi đầu tháng Giêng là không được ngon thôi, chứ còn hai tháng này thì gia đạo tình cảm vẫn là thứ rất là ổn đối với người Ất Tỵ nữ mạng. Tiếp đến đó là tháng 4. Tháng 4 của năm Tân Sửu, tháng 4 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Quý Tỵ. Tháng Quý Tỵ thì là thủy, tiếp tục là một tháng thủy nữa, sẽ giống như tháng 3 khi thủy khắc hỏa. Tháng khắc bổ mạng sức khỏe xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân của mình. Thiên can Ất Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Quý cũng tiếp tục là thủy, Ất là mộc, cho nên thiên can về mặt nạp âm ngũ hành là tương sinh, tốt ok. Có thể có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu ha các chị ha. Địa chi thì Tỵ, tuổi Tỵ gặp tháng Tỵ, năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng việc không vui trong gia đạo hoặc là các mối quan hệ ở trong công việc làm ăn. Tuy nhiên cái việc này nếu mà có xảy ra thì nó cũng không quá lớn, do là năm tổng năm chúng ta là được cái năm là tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên là tháng tuổi của năm tam hợp thì cũng không có đến nỗi nào là quá khó khăn ha. Ok đó, được
Tiếp đến đó là tháng 5. Tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Giáp Ngọ. Mà tháng Giáp Ngọ thì thuộc Kim. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa khắc kim. À, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ. Đó. À, thiên can giáp ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả giáp lẫn ất thì đều thuộc mộc, cho nên là ok, về công ăn việc làm cũng không phải là khó khăn đối với cái tháng này. Địa chi ngọ tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau. Như vậy tiếp tục là một tháng có cái địa chi tốt, không có vấn đề. Gia đạo tình cảm khỏi phải lo nghĩ. Cái nạp âm ngũ hành của thiên can giáp ất thì mộc nạp âm của ngũ hành của địa chi ha, tỵ ngọ tỵ thì cũng là hỏa. Đây là một cái tháng rất là hay khi mà nạp âm ngũ hành cả thiên can và địa chi đều đồng hành ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của cái 6 tháng đầu năm, đó là tháng Ất Mùi. Mà tháng Ất Mùi chắc chắn là thuộc tháng Kim rồi, đúng không? Như vậy thì xét về trụ mạng thì hỏa khắc kim tiếp, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ. À, thiên can thì chữ Ất của Ất Mùi và chữ Ất của Ất Tỵ là đồng hàng. Công việc tài lộc thuận lợi, nhiều may mắn. Mùi Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 6 khá giống với tháng 5, khi mọi thứ chỉ phải để ý cái vũ mạng một tí xíu là hỏa khắc kim. Aha. Như vậy thì tổng hợp ở cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm, bổn mạng thì phải chú ý ở cái tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, khi mà bổn mạng tương khắc tháng, tháng khắc tương khắc bổn mạng. Còn tháng giêng tháng 2 thì bổn mạng sức khỏe không vấn đề. Nhìn chung thì với cái vận hạn 6 tháng đầu năm ở trụ thiên can thì đa phần là tốt đẹp, không có gì khó khăn ngoài cả tháng 2 khi chữ Tân khắc chữ Ất, đúng không? Còn lại thì mọi thứ khá là êm đẹp. Đặc biệt là phần địa chi chỉ là những cái sự xung khắc nhỏ lẻ chứ không đến nỗi là quá nặng nề. À, như vậy không có bị lục xung, không có bị lục hại, chỉ là bị tự hình này kia thì nó thuộc dạng là nhẹ nhàng. Như vậy thì cái vận hạn 6 tháng đầu năm cũng phản ảnh phần nào cái tử vi của cả năm tuổi Ất Tỵ của các chị, là một cái tuổi gọi là đối với cái tử vi năm 2021 là tốt đẹp chứ không phải xấu. Nếu chấm điểm, em sẵn sàng chấm điểm 7, điểm 8 đối với cái tử vi tuổi Ất Tỵ ở trong cái năm 2021, dù rằng đó là một năm tam tai. Điều này là một cái điều rất tích cực đối với cái người tuổi Ất Tỵ nữ mạng, trải qua rất là nhiều thăng trầm ở trong cái giai đoạn từ 2017 đến bây giờ. Như vậy thì em đã tổng hợp xong những cái kiến thức cơ bản về tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Tỵ khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video sau. Bye bye.